Xin chào tất cả các bạn, trở lại với video về chăm sóc da và mình là Dương Thu Trang. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về da và độc tố. Tại sao lại nói đến độc tố ở đây? Bởi vì rằng da của chúng ta ít nhiều đều bị mắc độc tố. Vậy độc tố đó là những gì? Là chì này, là thủy ngân này, là độc tố toxin. Độc tố toxin chính là cái khói bụi từ ngoài môi trường này, do rác thải, do khói bụi từ các nhà máy này, do bụi bẩn ở ngoài môi trường. Đấy, dần lâu thì nó tích tụ ở trên da, nó tạo ra một cái bức tường vô hình ngăn cản cái sự hấp thụ kem khi mà chúng ta thoa kem lên mặt ý. Đa phần là các chị em ý, khi mà chăm sóc da thì thường là sẽ tìm một cái loại kem dưỡng, chỉ quan tâm đến một loại, đó là kem dưỡng. Cứ nhăm nhăm đi tìm một cái loại rất là đắt tiền, nhiều khi là đầu tư kem dưỡng da tiền triệu hàng hiệu, thế nhưng mà cũng không có tác dụng gì cả. Đấy, vấn đề là sự phù hợp và da chúng ta phải sạch, chứ không phải là cứ dùng kem dưỡng da tiền triệu là có thể đẹp được các bạn nhé. Đấy, da chúng ta muốn đẹp thì điều đầu tiên mà các bạn phải quan tâm đến đó là phải làm sạch da trước đã. Bởi vì là khi mà lỗ chân lông thông thoáng này, khi mà sạch này thì da mới có thể hấp thu được các dưỡng chất có trong kem dưỡng da. Không thì chúng ta dùng kem dưỡng da rất là phí tiền các bạn nhé. Sản phẩm ngày hôm nay mà Trang muốn giới thiệu với các bạn đó là mặt nạ thải độc của La Mer Khe. Đó, mặt nạ thải độc. Để khi mà chúng ta dùng trong quá trình chăm sóc da ấy, thì nhiều khi là chúng ta đã tránh rồi, tuy nhiên thì vô tình chúng ta lại mua phải kem trộn chẳng hạn, thì chúng ta dùng, đó cũng là nguyên nhân khiến da của chúng ta sạm hơn này, rồi là nám tàn nhang bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt là ở cái thời đại 4.0 này thì internet rồi là điện thoại là một cái công cụ không thể thiếu được với mỗi người. Thì khi mà sử dụng thì chúng ta nghĩ rằng là nó vô hại, tuy nhiên thì nó lại rất là có hại cho da. Thế cho nên là khi mà sử dụng ấy, thì nếu mà chúng ta mà không bảo vệ ấy, thì vô hình chung là nó là một cái tác nhân gây nám, gây sạm da. Hoặc chúng ta sử dụng kem trộn có chứa corticoid thì cũng làm sạm da, da chúng ta không thể nào mà trắng được. Để dùng bất kỳ loại kem dưỡng da nào mà không thể trắng được. Và cái bí quyết sâu xa là nằm trong cái lọ thải độc này. Trước kia khi mà dùng thì Trang cũng không quan tâm đến cái này đâu. Trang cũng như các bạn thì cũng chỉ sử dụng sữa rửa mặt và kem dưỡng da. Kem dưỡng da cũng đầu tư đủ các loại luôn, thế nhưng mà không có tác dụng gì cả. Thế nhưng mà từ khi biết đến cái thải độc của La Mer Khe này thì mình bán, cho nên là mình phải trải nghiệm, mình phải dùng xem cái sản phẩm đó thế nào để mình có thể giới thiệu được với khách hàng. Tại vì là trong quá trình tư vấn thì rất là quan trọng. Khi mà mình được trải nghiệm rồi thì khác hẳn với khi mà mình không dùng gì mà mình cứ thế mình tư vấn theo sách vở thì nó rất là khó. Thì khi mà trải nghiệm cái sản phẩm mặt nạ thải độc của La Mer Khe này thì Trang thấy là da của mình trắng hơn, sáng hơn, mịn hơn, đều màu hơn, chứ nó không giống như trước. Như trước là nó cứ xỉn xỉn màu thôi. Khi mà dùng kem ấy thì dùng khi mà bôi thì da mình có vẻ là sáng hơn, thế nhưng mà thực ra thì khi mà mình rửa mặt đi thì mặt mình nó vẫn như cũ, nó chả có tác dụng gì cả, bởi vì là da của mình nó không được sạch các bạn ạ. Đấy, thì khuyên các bạn là tức là chị em thường hay có thói quen là nếu mà dùng cái sản phẩm này không có tác dụng thì mình chuyển sang một loại kem khác. Đấy, khi mà chuyển sang như thế thì rất là dễ bị kích ứng. Đấy, cho nên là trước khi mà chuyển sang dùng các loại kem khác thì các bạn nên thải độc da nhá. Thải độc da thì nó sẽ thải đi các độc tố toxin, rồi là chì, thủy ngân, để làm cho da của chúng ta trắng sáng, mịn màng, đều màu hơn. Thì khi đó da chúng ta sạch thì mới dễ dàng thẩm thấu kem và dùng kem mới có tác dụng được. Đấy, ngoài ra thì các chị em mà bị nám hay là tàn nhang thì cũng nên thải độc da. Mà bình thường da không bị làm sao cả thì chúng ta cũng nên thải độc da theo định kỳ. Đấy, một tháng thì chúng ta nên thải độc da theo tuần, một tuần khoảng tầm độ 3 lần, duy trì như thế nhá.
thì da của chúng ta sẽ sạch hơn. Khi đó thì các bạn dùng kem gì thì cũng rất là ok. Đấy, chúng ta bôi lên da thì bôi đến đâu nó thẩm thấu đến đó, chứ không có tình trạng là da rát rô rô khi mà bôi thì da thì kem làm sao mà thẩm thấu được, đúng không các bạn? Sử dụng cái này thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ rửa sạch mặt, sau đó thì các bạn đắp lên da và các bạn để khoảng tầm độ một tiếng. Đấy, với những người da khỏe thì để 1 tiếng, còn không thì các bạn để từ 35 đến 40 phút thôi. Đấy, theo cái kinh nghiệm của Trang, như da Trang thì cực kỳ là khỏe, thế cho nên là Trang dùng cái gì cũng được, không vấn đề gì hết. Đấy, ra đây thì Trang sẽ gọi là demo để cho các bạn xem nhé. Đấy, da mình thì mình đã làm sạch rồi. Và hiện tại thì trên da mặt là không sử dụng bất kỳ mỹ phẩm gì cả. Bởi vì là có ý định thải độc mà, làm cái video này là để thải độc, thế cho nên là để mặt mộc luôn. Đó. Da đã rất là sạch rồi, bởi vì vừa làm sạch mặt với sữa rửa mặt Lamercare. Mà sữa rửa mặt Lamercare thì các bạn thấy rằng là nó có cái đầu cọ. Đấy, quên không mang ra đây rồi. Có cái đầu cọ, thế cho nên là nó sẽ làm sạch sâu cái lỗ chân lông của chúng ta và làm cho da của chúng ta sạch hơn rất là nhiều so với chúng ta rửa bằng tay. Đấy, da Trang đã được làm sạch rồi và sau đây thì Trang sẽ đắp nạ thải độc Lamercare. Meo. Đấy, từ khi mà biết đến cái sản phẩm thải độc này thì Trang thấy dùng thấy có tác dụng, thế cho nên là rất là chăm chỉ thải độc 1 tuần 3 lần, da rất là sạch luôn, chứ không như ngày xưa. Ngày xưa chỉ dùng kem không thôi mà lúc nào cũng sần sùi, mà mụn cám giảm hẳn đi, không bị da không bị nhờn nhiều như là khi mà chúng ta không sử dụng. Đó, thấy chưa, rất là đơn giản thôi. Đây, chúng ta có thể để mặt như thế này sau chúng ta đi làm bất kỳ việc gì. 1 tiếng sau chúng ta quay lại, sau đó rửa sạch là chúng ta đã có một làn da sạch rồi đấy các bạn ạ. Đấy, làm sạch tưởng chừng như là rất là không quan trọng, thế nhưng mà nó lại là rất 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 quan trọng. Nó sẽ quyết định cái hiệu quả dưỡng da các bạn ạ. Đấy, ở mỹ phẩm Lamercare thì ngay từ những cái sản phẩm nó sản phẩm ấy thì được sản xuất ra rất là an toàn cho da các bạn nhé. Trong video này thì Trang chỉ đề cập đến cái sản phẩm nạ thải độc thôi, thì còn rất là nhiều sản phẩm chăm sóc da khác, mỹ phẩm sinh học rất là an toàn cho da, không gây kích ứng các bạn nhé, không gây kích ứng, dùng cực kỳ là thích luôn. Sản phẩm nào dùng cũng ok. Thì nếu mà các bạn quan tâm nhiều đến mỹ phẩm Lamercare và các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về bất kỳ sản phẩm nào đó thì các bạn có thể inbox Trang qua số điện thoại 0981 918 651 và các bạn cũng có thể inbox Zalo cho Trang qua số điện thoại đó nhé. Dương Thu Trang 0981 918 651 các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Xin chào các bạn.